Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là test team Everton 35.000 tỷ. Chất thế, thật ra cánh luôn đi. Có vẻ mình không thích hợp lắm với cái sơ đồ mà nó hẹp hẹp thế này. Rooney vô giữa đi, tội chạy. Không biết có con CDM nào khác không nhỉ? Chuyện dài 7, 5, 7, 6. Này. Ê. Yeah. Mãi đợi mới gỡ hòa được. Áo nha. Sức bừa vô. Xíu. Vào kìa. Ui già, hơi lố tay rồi. Vào. May. Trận thứ tư liên tiếp. Hôm nay không tìm chuỗi thắng nữa mà tìm chuỗi thua nha, chuỗi thua dài nhất. Đây nè, đơn giản thôi, định luôn. Phải đóng luôn nè, không phải hộp nữa. Giờ có chỗ cứ sút nha. Có lẽ mình cũng không nên cố chấp quá, đâu biết nó truyền không tốt rồi đừng có cố ban bật làm gì. Lại không học thuận lợi lắm cho Rooney. Nó cứ sao nhỉ, nó cứ sai số một xíu xíu ấy. Nhìn thì có vẻ rất chính xác nhưng mà khi anh em cầm chơi anh em mới thấy nó sai số một xíu xíu. Gì vậy, đi đâu vậy? Chẳng qua đối thủ không bằng mấy trận trước thôi. Hai đội đều có vấn đề của riêng mình nha, bên kia như chuyện cũng không được hợp lý lắm. Kỹ thuật gì vậy? Kỹ thuật gì vậy? Thêm bullet nữa là chắc vừa nha. Có mấy ông chừng hay vô khác hẳn hả? Kỳ. Cũng như đó góc sút rồi sao mình vô người ta không sao mình không vô mà người ta vô nha. Cũng chỉ bấm vậy thôi đâu còn bấm cách khác được nữa.
Danjuma bị bắt bài rồi. Cuộc toàn chỉ ghi bàn những pha tà đạo xuất xa hoặc tà ra thôi. Những tình huống phối hợp của mình ngày hôm nay gần như không được. Team này là thuộc dạng mình truyền xong là mình phải tìm cách mình né đường truyền luôn, chứ bên cầu thủ nó không có né giùm. Nông chuyện bạn lưỡng lự gì lâu vậy? Hay rồi. Trời ơi, cái bàn vang bật có lẽ là mượt nhất từ đầu bữa live đến giờ. Mặc dù Real lúc đó là cũng hơi thoái trào rồi, Atletico 1 lúc đó thoái trào bớt rồi. Hình đấy. Thế mà lúc trước thì chỉ cần siêu sao là mình khoái rồi, kệ nó, thắng thua gì. Tí nữa là bị vượt qua, mém chết. Eto'o. Và đó những trải nghiệm của mình với hình team Everton trị giá tầm 35.000 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho anh một like và nhấn subscribe đăng kênh hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.